Để năm sau nếu mà thấy con lớn lớn con chạy được thì mẹ sẽ hy sinh một con heo nữa, chịu không? Con bò thì tính tương lai cho con sau này nữa, mẹ dành dụm vô con bò là tính tương lai sau nữa. Cái gì, cưới chồng hả? Thì xin kính chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Tư Tèo Vlog. Chào mừng chúc cả nhà mình một ngày mới thật là an lành. Thì hôm nay tiếp tục công việc của ngày hôm qua. Thì xả một tay. Sáng thì hai chồng cắt cỏ lo cho bò ăn xong. Thì bây giờ tiếp tục công chuyện của ngày hôm qua. Chơi mấy cái đầu này chứ nữa nó đừng mới xét á nha. Cái này thì xét mấy cái đầu này thôi chứ cái cây kẽm là nó không có xét. Sáng thì ông xã thì có đi mua được cái chai sơn xịt. Bình thường mình sơn bạc á. Sơn bạc anh tính kiếm này, cái chân này anh sơn màu này luôn. Vòng xung quanh này xịt trước cho nó khô cái nha. Nữa là sơn màu này luôn ha. Cái phần này không có sơn, lớp dán không sơn, nữa là sơn phần này với cái chân. Cái màu tím tím người ta gọi màu hạt nhãn, hột nhãn hả? Màu hột nhãn. Mình sơn mỏng thì nó màu đỏ. Đỏ tím tím, mình sơn dày là màu đen luôn. Dán đều cũng bị dán nè. Sắp lên luôn. Để nó le ra. Đây là dài một chút đi. Bà phân. Để có chuẩn bị ốc nữa nha. Đóng dưới luôn ha. Đóng còn cố định cái này. Định chặt. Vô cái cây nó ăn răng á. Cho bắn vô cây nó ngọt mà vô sắt nó bựa nè. Không phải. Thì răng á. Răng nó sắn vô cây á. Vô cái đó. Quá dữ rồi. Này nữa chứ. Xuống dữ rồi. Cây này mềm xèo trời. Xuống dữ rồi. Tại anh chưa khô. Vậy nữa anh còn mài nữa mà. Anh còn mài cái cây cho nó bóng lên nữa. Không, cái loại cây tràm này nó mềm xèo, thịt nó mềm xèo. Anh tính khoan hết luôn mấy mày hả? Ừ, khoan gỗ chứ ngồi chứ bộ ngửa mình mài. Rồi con ốc vậy sao? Hả? Đâu nữa con ốc mình bắn sâu xuống chút nữa rồi mình mài. Mà mình mài mài bằng lưỡi kia nó láng con ốc luôn chứ có gì đâu. Vậy hả? Ừ. Cho cái miếng đầu này nó chỉnh cái mới được. Không chỉnh cái là nó bị khéo bánh bò. Cái nữa chết hẹo luôn. Có bộ chậm chút đi. Nhanh quá cái nó cục cái cây. Mỗi một cái thanh là bắn con hay sao? Bắn hai con, một miếng thì đó bắn hai con hai bên. Ừ. Như mày đóng đinh hết, đóng đinh thì thường đóng ba miếng cho nó đựng rảnh, lấy ba cây. Cái này không gài nó bị mò. Nắng nó mò, theo cả hộp luôn đó nha, mà về để nó không khít. Cả hộp thì về bị hở mò trên. Quá tệ. Gì vô không à.
bán cũng gần khó ha. Khó hả? Mấy hàng khó. Mấy hàng cây. Cây bán dễ. Cây mình bán đinh như vậy. Này cây thêm dưới kẽm. Cái sà gồ. Nó xuống tới đó cho nên mình xuống được rồi đó. Cái nước sơn xịt này nhìn nó đẹp hơn cái nước sơn mà mình mua về mình quét quét ha. Phải rồi, xịt thì nó bóng hơn. Ừ. Xịt mà xịt với cây láng nó bóng. Nhưng nó bám vô sắt á thôi. Cứng lắm cái nè, nó không sàn luôn á. Ngồi nó không sàn. Cái kẽm mình mới mua về á, nó không có bám sình vậy, mình xịt vô cái nó láng. Ừ. Này chắc bắn cây à. Nhiều quá hư cây. Chỗ nào nó mô thì bắn hai cây, nó bị mo dán á. Nhưng mấy chỗ này bị mo dán à. Ngôi dáng này bán hai cây tìm một chút. Không thấy đường luôn. Không biết cây đố nằm đâu. Không xuống nổi luôn. Quá trời cứng luôn cả nhà. Tà đậu trên. Sao cái đợt ốc này là mua vậy chứ, đợt ốc trước mua vẫn ngon lắm. Thích lắm á. Nếu mình bào cho cái lớp mặt nó láng lại ha. Lấy máy chà cho máy bào. Mấy cái con bén bắn đã. Bắn cục cục chứ. Cho đều dễ như thế này. Mình cắt cho nó bằng bằng cái đầu. Mình tàn cái là nó vuông lại. Cái này nó so le tại vì hồi lúc mình cưa cây ra từng khúc đó cả nhà. Lấy cái máy máy cưa củi á. Cưa cho nên nó bị xéo. Rồi người ta xả thì người ta xả theo cái chiều này thôi chứ cái đầu này người ta đâu có chỉnh cho mình ha. Còn để đứng nó mới chỉnh được. Chứa nhà cái đầu sang luôn. Xong một bên để cho cả nhà ngắm coi có ngay không nha. Thẳng băng luôn nè cả nhà. Còn bên kia nữa. Chưa hoàn chỉnh đâu, còn cắt này nữa không? Cái này nữa đo trong này ra bằng bên kia rồi thả là bằng xuôi nữa. Nên anh tạm dừng tay đi, vô bếp dừng đi. Đây. Em làm món này cái rồi từ từ hả làm ha. Thì hồi sáng á, Nguyệt đi chợ á, Nguyệt đưa bé Út đi học nè. Nguyệt có mua được một con mắm cá lóc cả nhà. Với một miếng ba gọi ha. Mình sẽ làm mắm cá lóc chưng với thịt ha, thịt ba gọi. Thì chút xíu nữa thì rước bé về đó. Nguyệt vô trong nhà cho mẹ thì Nguyệt sẽ hái một ít rau mình luộc nè, với mớ rau sống nè, đậu gồng mình chấm ha. Bây giờ mình làm cái này trước, mắm thì cần có thời gian mình sẽ chưng trước. Giờ cá lóc Nguyệt cũng đã rửa sạch rồi ha. Đây là thịt nè, ba gọi Nguyệt sắc cộng cộng ngay ha. Bây giờ mình ốp thịt. Mình có bỏ chút xíu hạt niêm ha.
với bột ngọt với đường, tại vì mắm má mặn á, mình dặn chút xíu rồi. Cho thêm một ít tiêu lên. Rồi nếu mình bỏ lên thêm nữa. Một ít tỏi sấy. Nó thơm. Mình sẽ để qua bên mắm luôn. Đáp vô thịt để qua mắm luôn. Đây là củ hành tím nè, mình đập dập ra ha. Để ra một chân luôn. Bây giờ để cho nó thấm cái bắt nước lên mình chưng. Bây giờ Nguyệt bắt cái nồi lên, bắt nước lên mình chưng ha. Ở đây thì học nguyên một đám cù nèo cả nhà. Tèo dục đất dưới mương, cái gì gọi tèo dưới mương này, gọi tèo trồng á. Ở dưới mé nó có. Dục đất cái hộp nó văng lên rồi nó lên đám nè. Vài bữa tèo nhổ tèo trồng nó đi. Chỗ này thì hổm nó xì nó mỏi, cái ông xã Nguyệt đào cái nó hơi hủng cả nhà. Cái xin móc xình với mương đắp lên. Cái bây giờ nó có rễ sẵn cái nó mọc luôn. Mình để mình ăn luôn. Nó thèo luôn á. Thì vô nhà thì mình cũng bẻ được một ít rồi. Giờ thêm cái này nữa. Cái này chấm mắm chưng là ngon lắm cả nhà. Ăn cái hậu có hậu ngọt ngọt ha. Mắm chưng, mắm kho gì cái này ăn cũng ngon chứ. Rồi bứt thêm vài cọng con súng lên nè. Mình cái này thì mình bắt mình bứt cái lỗi non của nó ha. Rồi, nhiều đủ ngắm rất ít. Cái lá này mình ăn bánh xèo ngon lắm cả nhà. Dễ gói nha. Mình ăn nó ngọt ngọt ngon lắm. Dễ gói. Ngọt ngọt. Ăn mắm thì hơi bị lá. Để cho ổi nè anh, ổi này tới nè. À, tới chưa? Wow. Tự nhiên ha. Ổi nửa ký. Này là hơi quá lứa rồi nè. Một đống luôn em. Thì để ăn trái thôi. Trái rồi. Tại một đống luôn nè. Thấy rồi. Để cái trái nám luôn đi. Để ăn trái nám nữa đi. Ờ, để nám hơi dưới kìa. Dưới nè. Ờ. Nám thì cái này nám nắng ha nha. Mình còn ăn được phía dưới nha. Để mình để cái nó nám nám nhiều quá nó bị úng luôn á. Ăn sống bẻ tàu luôn ha. Ừ, bẻ lá. Màu nhảy quá. Này tàu không dám gãy phân luôn. Gãy phân nó mau lắm. Anh hái chừng 5 lá là được ạ. Bộ con súng này dễ bắt dữ vậy ta. Dài ha. Bắt nhẹ nó lên hả? Dạ. Ừ. Cái bầu cái này xuống trái quá trời luôn. Vậy ha. Cái đọt anh ngắt chưa? Hồi nào? Hôm nay đọt quá, bún đọt quá trời đó. Tính mơ chiều ngắt nó đó. Lên tới đó là ngắt là vừa đó. Nhiều đủ chưa? Rồi, được rồi. Bây giờ bếp, đây lặt gao. Đây, mẹ Nguyệt. Chào cả nhà. Con bé. Chào chú. Thì Nguyệt có ngắt gao càng cua nè. Với đậu gồng ha. Với đậu đũa. Còn nửa trái dưa, trái bầu đang mình luộc ha, luộc bầu với đậu đũa. Này thì ăn sống ha. Này thì tài tử mới hái nè. Với mới bông súng. 3 4 4 này mình ăn sống, còn đó thì mình sẽ luộc mình chấm ha. Hôm nay hai bé đi học có vui không? Vui. Vậy hả? Đậu này tốt một chút. Trồng tới bây giờ mà nó còn cỡ này nè, mình quay không? Cả nhà thấy không hết luôn á, nó dài á. Này ớt liễu nha. Nè. Thấy ngon quá, ớt liễu hái nắng về luộc ăn dạ. Chấm chao. Bầu thì ăn lần nửa trái rồi cả nhà, chứ một trái ăn một lần không hết. Đi chế bầu nó dài quá. Ăn trái thì nó không hết. Nửa trái thì nó vừa ăn. Ủa, bé Út đậu đũa bự quá, cốp nhiều cộng bẻ không nổi hả? Dài quá dài. Cái này dài hơn ta con. Cái đây là cỡ 6 7 tấc, một cộng á. Đậu đũa. Biết dài cái nha. Cỡ đũa đậu của Dưỡng Tư à. Dạ. Cái đậu hết biết vậy. Hôm nay bé Út đã thi xong rồi, con thấy tình hình ổn không? Ổn. Ngày mai thì hôm nay bé Út đi học về phát cho Nguyệt cái phiếu để ngày mai dự họp phụ huynh lớp đang biết kết quả kỳ thi kỳ 1 của bé. Không biết sao nữa. Sao?
Mà hỏi với Út trước đi, nhắm thấy sao? Nhắm em không? Thấy ổn không? Ổn, thầy nói là thầy coi sơ sơ, thầy nói là nếu mà con đúng hết mấy cái bài kia luôn á, tại thầy coi sơ sơ về bài à, thầy nói nếu mà con đúng hết bài kia nữa thì con 10 điểm. Vậy hả? Thầy nói vậy hả? Nhưng mà ngày mai mẹ đến lớp thì thầy sẽ đọc điểm ra là biết chắc luôn. Tại vì những cái môn phụ thì không có phát cho phụ huynh nắm, chỉ có đánh giá thôi cả nhà, tốt hoặc là hoàn thành hoặc là không hoàn thành ha. Thì còn mấy môn chính như là tiếng Việt, văn đó với lại toán thì phát cho phụ huynh biết chính xác là điểm bao nhiêu luôn. Thì ngày mai mẹ sẽ biết điểm chính xác. Nhưng mà khoa học con bị kẹt là con có 8 điểm. Vậy hả? Thì con gắng học hết sức đi. Nếu mà có lãnh thưởng thì cha mẹ vui hơn. Năm nay lãnh thưởng không? Không biết đâu mà nói. Nên con không biết đâu. Nếu như mà con lãnh thưởng, mẹ con mua con chiếc xe, nhưng mà thôi mẹ nói. Là chiếc 2 nè. Chiếc 2 thì sao? Con không biết nữa. Không biết hả? Chứ hai thì lên cấp 2 thì khó lắm, miễn đánh giá được khá thì mừng rồi. Tại vì cấp 2 là học nhiều chương trình học, đòi hỏi phải cao, như là một lớp nhiều khi được một bạn hai bạn là loại giỏi thôi, chứ không có như cấp 1 ở nhà. Cấp 1 thì đòi hỏi cái cấp 1 nó nhẹ hơn. Chứ hai là mừng, lên lớp là mừng. Thì bé Út học giỏi cấp 1 đó, cũng cấp 2 cũng cố gắng, nhưng mà năm nay lớp 5 cũng hơi căng đó. Không biết lãnh thưởng không thì tới cuối năm thì ông Nguyệt có quay thì ông bà cô chú sẽ biết ha. Thì con cố gắng hết sức là mẹ cha vui rồi ha. Chứ hai cũng vậy. Chứ hai khá thì mẹ cha cũng vui nữa. Thầy sáng con đi học á, cái những lúc hỏi là sao á, không mua thêm chiếc xe cho con, cái xong rồi con nói là mẹ con nói lãnh thưởng, mẹ con muốn mua cho, cái những lúc nói á là lãnh thưởng mà chắc là kêu mẹ mua trước đi. Nhưng mà con không có chắc. Hiện tại giờ thì Thiếu Quy chỉ mới học lớp 5 thôi, nên Thiếu Quy cũng chưa có đi ơn được cả nhà. Thảo Quy thì năm nay lớp 7 á, Nguyệt cũng mới đập ống heo mua được chiếc xe thì lớp 7 Nguyệt mới dám cho bé chạy. Còn Thiếu Quy thì nếu có xe cũng không dám cho chạy nữa. Tại vì bé còn nhỏ, đường lộ lớn, xe tải nhiều lắm. Đi qua ngay mấy cái dòng xây đó, xe dữ lắm. Với đi ngang bến phà, mỗi lần mà xe đổ từ phà lên á, dữ lắm. Xe đổ dữ lắm. Rồi xe chạy dữ lắm, mà sợ nó trên đây nó chạy xuống nó không biết đó. Rồi xe người ta đổ lên á. Để năm sau nếu mà thấy con lớn lớn con chạy được thì mẹ sẽ hy sinh một con heo nữa, chịu không? Nhưng mà mẹ nuôi con heo riêng, một con heo riêng, sao? Con heo để dành chuyện gì đó mình sẽ đập nó ra, còn con bò thì khác. Con bò thì tính tương lai cho con sau này nữa, mẹ dành dụm vô con bò là tính tương lai sau nữa. Cưới chồng. Cái gì cưới chồng hả? Cái mặt này có cần phải cưới chồng không bà cô chú? Người ta là người ta chồng cưới đó nha. Cái mặt này hả? Cái mặt này nói là cưới chồng hả? Cha gắng nhìn dụm cha mần dao đồ đó. Rồi bỏ heo nhìn dụm tới nào con lên lớp bằng chiếc 2 á. Rồi cha đặt heo ra, cha mua chiếc xe đạp điện như chế vậy đó cho con chạy. Nha. Tại vì giờ còn nhỏ quá. Còn nhỏ với lại cấp 1 á, thì học đúng giờ đúng buổi ra cả nhà. Thí dụ như quy định là 10 giờ ra thì tới 10 giờ mình đón ha. Còn cấp 2 thì đôi khi thầy cô dạy theo tiết á, đôi khi một bữa vậy nhiều khi nghỉ 2 tiết thì để bé đợi cũng tội nghiệp, cho nên mới mua chiếc xe cho Thảo Quy chạy. Đặng bữa nào mà có nghỉ tiết á thì bé tự đi học, đi tự đi về ơn. Nhiều khi lỡ mà lớp 6 đó thì bé nghỉ tiết á, nhiều khi mượn người thân hay là thầy cô điện á, nhiều khi Nguyệt đi làm không có đem điện thoại theo á, cũng không có biết nữa. Cho nên tới giờ mới rước thì bé đợi khoảng hơn tiếng, cũng hơi lâu. Dở ra coi, là mắm nãy giờ chắc chín rồi. Mình sẽ cho hành lá vô ha, hành lá với vài lá ớt vô.
một ít tiêu thêm nè cho nó thơm. Xong mình đậy nắp cho nó có hơi chín hành chút xíu rồi mình nhắc ra ha. Mình bắt nước rồi mình luộc đậu đũa. Để nắp lại chừng 2 phút rồi. Giờ rửa đậu đũa, đem đi luộc. Mình để ra gỗ đi. Rồi mình rửa thêm nước nữa. Cái này thì mà gió láng hết trơn cái nè, cái gành đây nè, cái máy mà bây giờ mà ở chơi bây giờ mà đi thương được mưa nè, thử nghiệm nè, thử chết chạy thương gió láng được rồi chứ không cần cái láng láng rồi nè. Nhưng mà những cái mà cái thịt của nó bị sần á hả? Chưa mài hả? Chưa mài nè. Thì cái này mài rồi hả? Cái này hả? Mấy này còn bên đây chưa mài nè trời. Cái lử này là mình chà cây được, mình chà cho con ốc được luôn nha cả nhà. Lò này là chà sắt. Rồi mình chà cho em coi với cả nhà xem cái. Em nghe cà bụi nó bay. Bụi hả? Bụi gì đó. Chà lắm lắm. Bây giờ thì mắm chưng nó cũng chín này ha, nhắc qua bên này nè. Giờ mình chuẩn bị bắt cái chảo nước là mình sẽ luộc bầu với đậu đũa ha. Nước nó cũng sôi ha, mình để miếng gia vị vô, muối, đường, đổ đầu vô. Rồi mình luộc vừa chín thôi, chín quá ăn ngon. Luộc bột trước chút xíu nữa mình để đậu đũa luộc sau. Mài rồi cho nó nhạt láng lắm. Mài bao là tiêu bằng bữa nay sử dụng luôn. Cái chương. Giờ là đặt bẻ là chơi cái chương. Cũng nhẹ thiệu rồi cả nhà, có nặng. Nhìn thấy cứng thường không cả nhà? Cái này tầm cỡ chắc cỡ 30 kg. Anh nhìn thấy chắc chất lượng lắm anh. Chất lượng hơn cái giặt tre. Nhà che người ta làm ta hơi yếu yếu sao? Đợi chút anh lấy nồi lao lao chút xương chứ. Còn phúc sơn luôn cái nhà. Mấy ốc kia thảo quỳ nè, gà thấy. Ừ. Thấy kêu anh sơn khúc được rồi, chiều khúc kêu anh hai hai ba lai gì đó. Hai lai. À, đang làm hai lai hả? Nhưng mà ra cơ nó nè, cho nó đẹp. Hai lai là người ta tạo hai màu kìa, nó mới đẹp. Bé út hay tạo dáng tạo vẽ lắm. Đủ nó trơn rồi. Xương xương được cả nhà. Bóng quá. Bóng quá cả nhà ơi. Còn dư sơn luôn chứ cái kẹp này.
kẹm này nó đâu có gió chán đâu. Chán, chán cho nó đủ luôn, đủ không? Bên này có gió quá ha. Gió quá, gió nó đạn, sơn nó hao. Mấy cái chân này sơn hay sâu mà. Hết luôn. Không còn miếng nào chứ. Vừa đủ rồi mấy nhà. Bây giờ tao để gì chút xíu khô rồi tao lật lại. Lật lại rồi lau chùi rồi chút chọn cơm ăn luôn. Vừa đủ luôn. Theo đúng mình có dư là mình quét cái mặt dưới luôn ha. Mà mấy cái này nó không có xé. Rồi nó xé mấy món hàng thôi mà. Quan trọng là mình xịt món hàng thôi. Xài tiết kiệm thì tận dụng một chai. Mà nếu mà mua hết này là cả 3 chai thì hết cả 3 chai. Cái kiệm được nhiều cái kiệm. Giờ để cho nó gáo mình mới lật lên ha. Gáo mà khô cái lật lại. Mau khô lắm. Tầm 15 phút khô rồi. Giờ đậu nó cũng mềm ha. Thì vớt kìa. Để vô gỗ này cho nó mềm. Nên đây thì mẹ cũng luộc bầu xong rồi nè. Giờ chỉ vớt cái đũa ra mình dọn cơm ha. Bữa cơm gia đình Tèo cũng đã chuẩn bị xong. Tèo ở nhà ăn cơm cùng gia đình nha. Nguyệt mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình Nguyệt nha. Mời cả nhà dùng cơm nha. Mời bà nội, cha, mẹ, cô chú ăn cơm. Ăn cơm. Thì, sử dụng cái này không biết kêu bằng cái gì. Tèo làm mà Tèo không biết kêu là cái gì luôn. Thì bổ ngựa. Hay nào bây giờ kết hợp đi bổ ngựa ghế bàn 2-1 đi. Vừa bổ ngựa để nhà bếp đang bầm cá, bầm thịt gì đó là gì đó là gao vậy chú. Gặp gã cái bàn. Ăn mắm lọc chừng. Cũng như bổ ngựa thì người ta làm lùng cả nha. Còn ghế bàn thì người ta làm cao ha. Còn Tèo thì Tèo thiết kế nó lửng lửng lơ lơ vậy đó. Cũng nay này nha. Vừa bổ ngựa mà vừa cái bàn luôn. Cũng này bổ ngựa tự chế đi. Tự chế cũng như là 2-1 đi. Ví dụ mình muốn bắt ghế mình ngồi mình ăn cũng được. Như vợ Tèo thì lại đang ngồi cái ghế đó. Là vừa cái tầm mình ăn luôn. Mà mình làm việc mình bắt ghế thì cũng vừa cái tầm mình làm việc luôn. Xong mà ăn cơm dọn lên đây ngồi. Cũng vừa cái tầm mình ăn cơm luôn. Vừa đủ ngồi. Chấm tay thử không? Này làm xong trước. Này làm xong à, bà xã đãi vào món cá lóc chừng ba gọi. Chấm gạo sống. Bầu lụa, thau đũa lụa. Ghế thơm ha. À, con cạp nguyên trái con cạp luôn. Tao con ăn thử coi. Chấm vô mắm kho, y mắm chừng ngon. Ngon nè. Con để như mắm lên nè. Cái mấy em mới đủ cái vị của nó. Đó, tao ăn thử coi. Ồ, vậy đó mới sung sướng đó. Thêm cộng quế nha Quy. Thêm cộng quế vô. Chấm không rau. Này à, gió mạnh đó cả nhà. Món cá lóc chiên ngon. Bắt ngồi ăn cơm này nó mát. Lúc này gió chướng mạnh ngọn. Nó tết rồi. Gió gì cho tới tết luôn thôi nhúc. Do gì tới qua tháng giêng tháng hai luôn á. Xong ở đầu bước qua tháng 3 là ông chở gió nam lại. Khi nào mới tết? Bé Út nói là gỡ lịch hết rồi sao chưa biết tết. Nào bé Út nghỉ ha, nghỉ là tết á. Tết thì phải nhận con, thêm tháng nữa. Chứ theo không nhận là hết cuốn lịch là tết rồi đó. À, phải không nhận ăn tết rồi vậy. Con đi học thì con phải tính. Ủa? Đâu. Phải không nhận ăn tết chưa? Chưa ăn tết phải không? Cũng sắp phải không? Cũng sắp, cuối tháng này. Quên. Phải không nhận thì... Không nhận. Bữa nay, bữa nay 23, 24 gì vậy? Không về cuối ngày. Còn gần tháng nữa. Mấy bé đi học thì có nhà trường với thầy tính cho rồi. Thôi thầy cho nghỉ Tết là sắp Tết rồi đó. Rồi về nhà hỏi mẹ còn mấy ngày nữa Tết là được rồi đó. Thế không nhận là bữa nay mấy bé ở trên ngoài. Ăn bánh dỗ. Bà nội thì ở trên Bạc Hồ. Anh hậu cũng đi bánh dỗ nè. Ừ.
Chào mấy nhà ăn cơm nha. Bữa nay có cái bàn này ngồi thoải mái mà. Bây giờ thấy ăn rau thèm. Ăn chúng rất là nuôi. Mắm mà chấm ấm quá trời. Thay từ là nước súng. Thảo Huy còn ăn súng ngon lắm Thảo Huy. Dạ. Mềm. Ba đậu rồng đúng trái quá trời ăn không kịp luôn. Còn nhiều không? Nhiều. Em bẻ hết chứ? Bẻ hết hả? Bẻ thì mình tiễn thôi à. Tiễn trái bự mà. Vẫn còn ngon. Ăn hết bẻ cho gì thôi. Còn trong trái vừa ăn. Đúng rồi không? Nó lớn rồi, màu lớn không? Ừ. Giống như trái bầu vậy. Trong có trái thì lâu. Anh cũng không hiểu được vận mùa. Bắt ngăn nói tại đất thèm. Không phải đó. Nó liệu nó mua bịch, hộp bịch chợ về chồng mà. Thôi mua đó. Mà sao nó... Nó ra bông mà nó không đậu. Ừ. Bông nhiều lắm. Ừ. Bắt ngăn nói thèm. Cái nền nhà nó phải bị thèm, chồng nó không tốt. Chồng cãi, chồng gì nó lũng chứ. Không hỏi nó nói ra bông dữ lắm mà nó rụng hết trơn nó cũng đậu. Còn có con nó ra nhiêu đậu chưa nó đậu cái hình gùm cái hình cua chấm này ngon lắm nó này ngon gao mắm chân này gao. Nó mềm cái nó hòa quyện với ba loại nè. Cái đầu gầu khẽ miếng nha. Mắc hả? Cá mắm cá lóc. Dạ nó mắc hơn mắm kia. Mắm kia ngon. Như mầm. Mắm cá là mình mua to một à. Con ăn được rồi ha. Dạ. Con đủ rồi. Hình như con này nó không thích. Vậy hả? 60 ngàn. Rồi thịt. Để vô thôi. Bởi vì lâu lâu mới ăn lận. Đầu luộc ngọt lắm. Bữa cơm gia đình Nguyệt cũng đã xong rồi. Nguyệt xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video hôm nay của gia đình Nguyệt nha. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau. Và Nguyệt chào cả nhà. Chào cả nhà. Thôi chào cô chú.